Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc mừng trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả trường Cao đẳng nghề đạt được thời gian qua. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên đã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn nhà trường tiếp tục đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề với các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy gắn với tình hình thực tiễn, nhu cầu tuyển dụng, đồng thời tạo môi trường phát triển năng động của sinh viên, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, tay nghề giỏi cho thành phố và khu vực. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chúc toàn thể nhà trường sức khỏe, không ngừng trau dồi năng lực chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy trong thời gian đến.